Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và mình là Hukuchi, một trong những cái sản phẩm mà đầu năm nay đến bây giờ mình cầm mình cảm thấy thích nhất và đã nhất, đó chính là chiếc Vivo X60 Pro. Và khi mà mình vừa cầm cái sản phẩm này thì mình phải oh wow, vì nó quá đẹp và nó quá xịn sò. Và nó xịn sò như thế nào thì hãy cùng đến với bài đánh giá nhanh Vivo X60 Pro ngay bây giờ. Intro nào. Và khi cái sản phẩm Vivo X60 Pro này ra mắt thì người ta nói rằng đây là một con điện thoại dành cho những cái nhà nhiếp ảnh gia kiểu như chuyên nghiệp hay là thích chụp hình bằng những chiếc smartphone. Đó là cái sự nâng cấp về camera và kể cả về cái thiết kế của nó. Nếu mà các bạn nhìn kỹ vào cụm camera, các bạn cũng sẽ thấy được cái dòng chữ là J-Vibro-Tesa. Và với cái cụm camera này, các bạn sẽ có camera chính với sở hữu công nghệ chống rung gimbal 2.0 cùng với cảm biến Sony IMX598 48MP, khẩu độ f1.48, ống kính chụp chân dung với xóa phông là 13MP, khẩu độ f2.46, hỗ trợ zoom quang 2x và ống kính góc siêu rộng siêu cận với khẩu độ là 13MP f2.2 cho góc nhìn lên đến 120 độ. Và với camera gimbal 2.0 thì Vivo X60 Pro sẽ cho cái hiệu quả chống rung được nâng cao, hình ảnh và video rõ nét hơn. Và đây là chiếc ảnh khi mà mình vừa test thử cái chụp chân dung, các bạn thấy là những cái viền này mặc dù đây là một cái vật thể màu trắng ấy, nhưng mà vẫn được tách nền khá là tốt. Và nó sẽ làm mờ theo kiểu là từ xa đến gần ấy. Ví dụ như cái bàn mình đây thì nó sẽ gần ở đây, sau đó từ xa xa các bạn thấy nó mờ dần về, chứ không phải là kiểu như là cái vật thể mình nổi rõ hơn. Nó đây là một điểm cộng khá là lớn dành cho cái sản phẩm này, có nghĩa là tạo được cái độ sâu cho cái ảnh của các bạn. Quay trở lại về một chút về thiết kế của cái sản phẩm này thì mình thấy là cái thiết kế nó hơi hướng giống với S21 lẫn S21 Ultra. Tuy nhiên cái mặt lưng được làm Braden khá là sáng tạo và đẹp mắt ấy, nhìn nó lóng la lóng lánh ấy. Và đặc biệt là về cái phần màn hình, nó sẽ bo cong về phía hai bên cạnh. Đây là một cái màn hình nó lại tràn viền full view, rất là đã mắt luôn. Và bởi vì là cái phần viền ấy nó không tràn quá, cho nên là khi mà các bạn ôm hay là các bạn cầm cái điện thoại này, các bạn sẽ không sợ là cái tay của các bạn sẽ chạm vào phần màn hình và nó sẽ di chuyển. Và Vivo X60 Pro thì cũng có khá nhiều phiên bản màu sắc cho các bạn lựa chọn. Các bạn hoàn toàn có thể click vào cái đường link bên dưới để lựa chọn cho mình những cái màu sắc gọi là phù hợp nhất cho mình. Chúng ta sẽ có một cái mặt lưng làm bằng nhựa mà thôi nha. Nhưng mà khi mình chạm tay lên những cái phần mặt lưng thì mình nhận thấy là nó không bị bám dấu vân tay quá nhiều. Tuy nhiên cái mặt lưng quá đẹp cho nên đây cũng là một cái điểm cộng cực kỳ lớn cho cái sản phẩm này. Ở mặt trước các bạn sẽ có một cái camera được thiết kế theo dạng nốt ruồi tròn tròn bé xíu, và phần giữa tóm lại là nhìn tổng thể và cái thiết kế này mình liên tưởng khá nhiều đến S21 lẫn S21 Ultra. Về màn hình của cái sản phẩm này thì đây là một cái màn hình với cái độ phân giải là Full HD cộng cùng với độ lớn là 6.56 inch với tấm nền là AMOLED. Nếu như mà các bạn nghe qua thông số này, các bạn sẽ dễ dàng nhận biết được cái màn hình này nó na ná giống với cái thông số của màn hình Samsung Galaxy A72 này. Nó giống với cả Redmi Note 10 Pro. Và với cái màn hình này thì mình nhận thấy là cái màu sắc của nó được trung hòa, tuy nhiên nó vẫn có phần rực rỡ và nịnh mắt hơn. Thay vào nữa, những cái icon của Vivo họ làm khá là sắc màu ấy, cho nên là chúng ta nhìn cái màn hình này khá là sắc sỡ. Tóm lại với những người mà thích hoa hòe như mình thì mình cảm thấy cái màn hình này rất là mượt luôn. Có một cái điểm cộng ở trên cái màn hình này nữa, đó chính là việc nó sở hữu một cái tần số quét lên đến 120Hz. Mình không cần phải nói nhiều về cái tần số quét này nữa, bởi vì 120Hz rõ ràng là một cái nâng cấp rất là nhiều so với cái màn hình 60Hz hay là 90Hz. Các bạn cầm vào khi mà vuốt chạm chúng ta cảm thấy một cái độ mượt mà kinh khủng khiếp và nó không hề gọi là bị nhức mắt một tí nào cả. Tóm lại về màn hình của Vivo X60 Pro thì không có điểm gì để chê trách, 100 điểm trên 100 điểm. Từ nặng đến nhẹ nhẹ ở trên một chiếc điện thoại mobile, các bạn hoàn toàn có thể tự tin là chúng ta test game hay là chúng ta lướt đa nhiệm một cách rất là mượt mà không có bất cứ một cái tình trạng lag giật nào cả. Một cái tựa game mình phân vân nhất đó chính là không biết có chơi được hay không, đó chính là Genshin Impact, thì hẹn một ngày anh em chúng ta sẽ cùng chơi thử cái tựa game đấy. Tiếp theo, mình nhận thấy là trên mạng các bạn nói khá nhiều về cái vấn đề là cái sản phẩm này khi mà chúng ta vào game thì nó mượt hơn. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn đối với cái chiếc iPhone của mình là nó mượt hơn như thế nào. Cuối cùng là về viên pin của Vivo X60 thì đây là một cái điểm mình kiểu như thất vọng nhất ở trên cái sản phẩm này, khi chúng ta chỉ có viên pin là 4200 mAh. Điều này cũng dễ hiểu khi mà Vivo X60 Pro chúng ta sẽ có được cái độ nặng nó gọi là nhẹ ơi là nhẹ mọi người ạ, nó nhẹ lắm luôn ấy.
Và chúng ta cũng sẽ có cảm biến vân tay tích hợp ở phía trong màn hình này rất là nhanh nhạy luôn. Quên lộn, quay lại với pin một chút xíu. Thì với viên pin 4200 mAh thì các bạn sẽ có cái sạc nhanh là 33W, chắc chắn là sạc sẽ siêu nhanh rồi, bởi vì pin chỉ có 4200 mAh mà thôi. Và cái điểm cộng ở cái sản phẩm này nữa đó chính là nó theo xu thế hiện tại, đó là có hỗ trợ 5G. Hy vọng là một ngày nào đấy cả cái tổ quốc chúng ta đâu cũng hỗ trợ 5G để các bạn hoàn toàn có thể test thử cái khả năng 5G nó mạnh mẽ, nó đỉnh cao như thế nào. Và đó là những bài đánh giá nhanh về chiếc Vivo X60 Pro này của mình. Và các bạn cảm thấy đây là một sản phẩm như thế nào, nó có xịn sò hay không? Và đây là một sản phẩm mà nó có phù hợp với các bạn hay không? Thì đừng quên hãy để lại comment, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và bye bye.